Cái yếu tố mà giúp Tâm thành công trong cái Tâm 68 vừa rồi chắc chắn phải kể đến đầu tiên, nó chính là anh Trấn Thành. Covid nó tạo ra nhiều cái khó khăn cho mọi người, là cái này là đúng. Nhưng mà tuy nhiên là Tâm thấy có một cái điều, nó cũng cái gì nó cũng có một cái mặt tích cực nho nhỏ. Bởi vì khi mà dịch xảy ra như vậy thì mọi người bắt buộc phải ở nhà với nhau, thì Tâm nghĩ mọi người mới thật sự cảm nhận được cái Tết đó là cái gì. Mặc dù là năm 2020 vừa qua là một năm rất khó khăn, và thực ra là bản thân Tâm cũng như ekip của Tâm cũng gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2020 vừa rồi. Nhưng mà bù lại là cuối năm là Tâm sẽ có một cái dự án rất là thành công, đó là dự án Tâm 68. Thì nó coi như là một cái gọi là một cái cơn mát, một cái sự an ủi dành cho một cái năm đầy khó khăn như vậy. Và cũng là cái thành công của Tâm 68 vừa rồi cũng là một cái thành công mà Tâm không bao giờ Tâm nghĩ tới. Bởi vì là khi mà mình làm một cái dự án này thì mình cũng muốn thành công là điều chắc chắn, nhưng mà cái sự thành công của nó vượt qua ngoài cái sự tưởng tượng của Tâm, và vượt qua ngoài những cái mà ekip của Tâm và cũng như Tâm mong đợi rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình làm lên một kế hoạch gì đó thì mình cũng giữ cho mình trong một cái trạng thái là mình sẽ cố gắng hết sức có thể, nhưng mà kết quả đến như thế nào thì mình có bao nhiêu mình sẽ nhận bấy nhiêu. Nhưng mà Tâm không ngờ là Tâm đã nhận được một cái kết quả quá sức là mong đợi như vậy. Cái yếu tố mà giúp Tâm thành công trong cái Tâm 68 vừa rồi chắc chắn phải kể đến đầu tiên, nó chính là anh Trấn Thành. Vì sao là anh Trấn Thành? Bởi vì là anh là đã giúp đỡ Tâm rất là nhiều ở trong dự án này. Anh làm từ tích kiều diễn xuất sang biên kịch này nọ cũng rất là nhiều. Và thêm nữa là anh có thêm một sự hỗ trợ về những cái lượt share của mình nè, cũng như là những cái góp ý rất là chân tình của anh dành cho Tâm. Và ngoài ra nữa, đó chính là Tâm nghĩ là do cái sự cố gắng của bản thân mình và cũng như của ekip của mình. Bởi vì nếu mà có bao nhiêu sự giúp đỡ chăng nữa, bao nhiêu tiền đổ vào dự án đi chăng nữa, mà không có sự cố gắng từ bản thân mình, cũng như là không có sự đồng sức hợp lực lại của ekip của mình, sẽ không bao giờ có được một cái dự án Tâm 68 đúng như ý mình cả. Cũng có rất nhiều khán giả cũng như là mọi người nói Tâm mình nên làm Tâm 68 phần 2. Nhưng mà Tâm lại nghĩ là khi mà một bộ phim, đây là một cái cũng rất là trăn trở của Tâm, tại vì là Tâm không biết là nên bắt đầu hướng cái Tâm 68 này để hướng nào. Bởi vì nếu bây giờ mà mình làm phần 2 á, thì Tâm lại đang muốn giữ cho cái phần 1 nó nguyên bản cái phần 1 như vậy. Và nếu mà mình có làm thì mình sẽ làm sang thành điện ảnh hoặc làm sang một cái ngoại truyện chẳng hạn, để cho nó đi một cái hướng khác hẳn luôn, nhưng mà vẫn là mang hơi hướng Tâm 68. Thì hiện tại là ekip của Tâm và Tâm đang lên một kế hoạch cho một cái ngoại truyện. Thì là em Tâm nghĩ là sau Tết là sẽ phát sóng ngoại truyện này. Khi mà Tâm up cái teaser lên thì cũng rất là nhiều người hỏi Tâm là Tâm có định đi theo hướng ca hát hay không. Nhưng mà câu trả lời là không, Tâm chỉ hát và tham gia làm ca sĩ trong một cái dự án MV nhạc phim này thôi. Nhạc phim có tên là Của Tấm Ngày Nay thôi, chứ Tâm sẽ không đi theo hướng ca hát đâu. Bởi vì hiện tại là Tâm cũng nghĩ là khi mà mình muốn tham gia vào một cái con đường đó, Tâm nghĩ là mình đủ đam mê là cái đầu tiên. Bởi vì đủ đam mê thì mình mới có thể mình cố gắng hết sức mình được. Giống như là cái công việc Tâm đang làm là diễn viên thì Tâm đam mê thì Tâm mới bỏ bao nhiêu công sức, bỏ bao nhiêu cái mồ hôi nước mắt ra cho công việc được. Nếu mình chỉ mà dừng lại ở việc thích thôi thì Tâm nghĩ là mình sẽ không có đủ cái sự đầu tư cho công việc này. Và thêm nữa là hiện tại Tâm thấy Tâm chỉ là hát vui thôi, mà hát vui là chỉ nên làm diễn viên thôi, không nên làm ca sĩ. Cho nên là mình nên biết mình có thế mạnh là gì, và mình chỉ nên làm những cái gì mà mình thấy mạnh nhất thôi. Còn là những cái khác là lâu làm một lần cho nó mới lạ thôi. Nếu mà cái MV này của Tâm được đón nhận hơn sức tưởng tượng thì đầu tiên là Tâm sẽ vui trước rồi đã. Nhưng mà sau đó Tâm cũng vậy, cũng chắc là cũng sẽ rất là đắn đo. Tại vì nếu mà mình có duyên với những sản phẩm âm nhạc á thì ai biết được. Nhưng mà hiện tại Tâm nghĩ Tâm đang vẫn muốn theo đuổi cái con đường diễn viên trước rồi đã. Ở một cái đỉnh điểm đó mà để mà mình không còn nhiều để mà mình khám phá nữa thì Tâm sẽ chuyển sang một cái công việc khác. Chứ hiện tại Tâm vẫn thấy là Tâm vẫn muốn làm diễn viên thôi. Với lại nữa, đôi khi một cái sản phẩm âm nhạc nó hot, rầm rộ lên á là do rất là nhiều yếu tố.
mà mình cũng thực sự mình cũng nên ngồi xem xét lại xem là do yếu tố là do giọng hát của mình hay là do cái sự hài hước của mình ở trong MV, hay là vì là cái sức hút của bộ phim, thì mình cũng phải ngồi lại và mình xem thử xem là cái sức hút của cái MV nằm ở đâu. Thì từ đó là mình mới có thể có một cái hướng đi đúng, là nếu mà nó một cái hướng đi là mình hát hay đi thì là có thể maybe sẽ ra một bài khác, nhưng mà nếu mà nó là một cái sự là bởi vì nó vui, hình ảnh của mình nó vui mà nó hot thì là chắc là chỉ nên đi theo cái hình ảnh vui đó thôi chứ không nên đi hát. Cái gì cũng vậy, làm cái gì nó cũng phải có đầu tư thì nó mới có sinh lời và mới có thành công được. Thì giống như là nghĩ những cái dự án nghệ thuật hoặc là những cái công việc nghệ thuật này nó giống như là một cái kinh doanh vậy đó. Thì khi kinh doanh thì cũng phải bỏ rất nhiều tiền vào và rất là nhiều công sức vân vân. Thì bất kỳ những cái gì mà liên quan cần cái sự đầu tư thì cũng cần rất là nhiều tiền. Và cuộc chơi nghệ thuật, tâm nghĩa là bất kỳ cuộc chơi nào mà người ta chơi nghiêm túc thì sẽ cũng tốn rất là nhiều tiền, không nhiều tiền thì cũng nhiều sức thôi. Thì tâm nghĩa là nghệ thuật cũng như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà mình đầu tư vào thì cái mình nhận lại là cái gì, và cái số tiền mình đầu tư ra mình có thu lại được những cái mà mình mong muốn hay không. Nên khi mà Tâm đầu tư vào dự án, Tâm không có sợ là Tâm phải đầu tư bao nhiêu tiền, mà Tâm chỉ sợ là cái số tiền Tâm đầu tư ra nó không có xứng đáng thôi. Nên khi mà Tâm bỏ một số tiền ra mà Tâm nhận lại được những cái mà Tâm cảm thấy là Tâm xứng đáng nhận được thì bao nhiêu tiền nó cũng là xứng đáng thôi. Trong năm nay thì hiện tại Tâm đang có một cái dự án ngoại truyện của Tâm Sách Tấm sẽ ra mắt sau Tết. Và sau đó là Tâm nghĩ là Tâm sẽ làm thêm một web drama nữa, bởi vì là Tâm nghĩ là Tâm đang gọi là thừa thắng xông lên á. Thì những cái mảng nào mà mình đang ok, những cái mảng nào mà mình đang có nhiều đất để mà mình phát triển thì Tâm nghĩ là mình sẽ phát triển thêm. Thì đó là cái mảng web drama. Thì Tâm nghĩ là trong năm nay Tâm sẽ phát triển thêm một vài cái dự án nữa. Kế hoạch trong năm nay của Tâm thì Tâm sẽ về quê thôi. Năm nào cũng vậy, Tết thì Tâm nghĩ Tâm phải về quê chứ không thể nào mà mình đi đâu khác được hết. Tâm sẽ về quê 3 mùng, xong rồi khoảng mùng 3, mùng 4 Tâm sẽ vào lại Sài Gòn. Thì bắt đầu là mới gọi là gặp gỡ bạn bè này nọ, từ mùng 4 trở đi là bắt đầu là mới dành cho bạn bè. Thật ra năm vừa rồi mọi người thấy là Covid nó tạo ra nhiều cái khó khăn cho mọi người, là cái này là đúng. Nhưng mà tuy nhiên là Tâm thấy có một cái điều nó cũng, cái gì nó cũng có một cái mặt tích cực nho nhỏ. Bởi vì khi mà dịch xảy ra như vậy thì mọi người bắt buộc phải ở nhà với nhau, thì Tâm nghĩ mọi người mới thật sự cảm nhận được cái Tết đó là cái gì. Bởi vì Tết không phải là một cái thời điểm đó mình đi du lịch và mình đi khắp nơi, mình gọi là một cái kỳ nghỉ không, nó không phải là một kỳ nghỉ đơn thuần, mà nó là một cái dịp dành cho gia đình. Cho nên Tâm nghĩ thực sự năm 2020 vừa rồi là một cái dịp mà Tâm cảm thấy Tết đúng nghĩa là Tết, bởi vì mọi người ở nhà với nhau, mọi người qua nhà thăm gia đình nhau và chỉ quay quần gia đình với nhau như vậy thôi. Tâm nghĩ là đó mới thực sự là Tết. Nên Tâm nghĩ là Tết năm nay là cũng chắc là cũng sẽ là như vậy. Và Tâm nghĩ là trong một bất kỳ cái trường hợp nào mà bất kỳ cái tình huống nào mà nó tiêu cực nhất mà mình có thể nhìn được một mặt tích cực nhất thì nó cũng là mình cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Thì cái dịch Covid này cũng vậy, mặc dù là đúng là nó sẽ gây ra nhiều khó khăn cho mọi người, nhưng mà nếu mà mình nghĩ tích cực thì những người nghệ sĩ sẽ có thời gian về dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn này. Mình sẽ có thời gian mà mình thực sự là mình cho bản thân mình một cái sự nghỉ ngơi đúng nghĩa, và mình cho bản thân mình một cái trải nghiệm là ăn Tết thực sự đúng là ăn Tết với gia đình mình là như thế nào. Nên Tâm nghĩ là năm nay thì chắc nghệ sĩ cũng không còn bận rộn như những năm trước nữa đâu. Trong năm Tết Tân Sửu này, Ngọc Thanh Tâm xin chúc khán giả sẽ có một năm mới tích cực hơn này, giữ gìn sức khỏe của mình cũng như là giữ gìn sức khỏe cho những người xung quanh, và luôn giữ cho mình một tinh thần vui vẻ, tích cực. Bởi vì là trong khi mà bất kỳ chuyện xảy ra đi chăng nữa, khi mà bản thân mình có thể giữ được một cái sự tích cực và một cái sự vui vẻ thì là mình có thể giải quyết được tất cả các vấn đề và mình sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra.